biết. Xương rồng này tên gì? Tôi biết chị, đây là một loại tao chỉ biết cây. Nó là xương rồng thôi chứ tao có biết là nó là một loại trái cây, nó là một loại trái cây. Thấy nó mà bị dính nè. Thấy nó tỷ lệ sẽ hay nó tỷ lệ bị dính rất là nhiều đúng không? Dính ăn được nhưng mà dính mỏ. Ăn được mà dính mỏ. Phải cẩn thận mấy cái gai này. Nhưng mà nó sẽ ăn được. Cho bao cẩn thận luôn. Cẩn thận nào cũng dính anh nói ăn được thì anh ăn đi tôi mới tin chứ. Nhưng mà bây giờ làm sao mà gỡ nó ra thì tự nhiên nó dính trên tay mà đó. Mới vừa hái từ cái cây này đúng không? Cái loại này, ủa đây cái có màu vàng nữa hả? Có, màu đỏ, màu vàng. Màu đỏ với màu vàng cái nào ăn được? Cái nào ăn cũng được. À, cái nào ăn cũng được hết. Hộp nó hơi bự thôi. Vậy là do cái xương rồng ra đỏ hay vàng hết đúng không? Trái trái này được hái ở Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái. Hang Rái chứ không phải Vịnh Hy kia. Hang Rái. Thấy màu đẹp hơn. Dạ. Sao quá. Giờ cái màu đỏ này nhìn cũng không biết là máu hay là cái trái xương rồng luôn. Nó gai không à. Ăn ăn cái gì? Ăn cái ruột ở trong mà. Nhưng mà giờ mà hả miệng vô mà quất cái này là dính gai tè leo ngay luôn. Là dính gai vô mỏ. Có ăn kéo khẩu trang không để canh gốc? Ăn chứ. Nắng lắm nha. Cameraman cũng nắng lắm nha. Không ăn ảnh che cameraman thôi, đừng ngừng chờ đúng rồi. Đó. Kiếm cái chỗ nào nó không có bóp nó lòi lên đó. Đó cái nó dính vô đây luôn rồi nè. Bóp. Chịu thôi, giờ cái tay rồi chịu. Từ từ để quan sát cái nữa trước khi ăn nè. Rồi ăn đi. Dứt đi, dứt đi. Chuyện gần đây không vậy? Hồi bữa em ăn cũng nhận nó khỏi vậy đó. Vị nó như thế nào? Ngọt. Ngọt hả? Ngọt không à? Ngọt. Ê, trời thua rồi, lấy cái ngón tay quẹt lên là tiêu rồi. Dính miệng luôn hả? Ừ. Cái ngón này không dính, hồi nãy chưa cái ngón này ra rồi. Nè, cái lông nó còn dính trên tay em thấy luôn kìa. Nè, đây một chùm rồi. Nó giống như là bị một cốc nó mọc ra mấy cái gai vậy. Vậy là chút nữa có thanh niên chuẩn bị thôi, mình lên kia đi, có chở nó đi bệnh viện cho kịp chứ sao kịp nữa. Dính vô lưỡi rồi. Thì trời, nó nói, bỏ mẹ rồi. Nó rất là dễ. Nè, cái ngón này đó, nãy là không nghe. À, đây là một pha chơi ngu, tôi khuyên mọi người đừng nên chơi theo thanh niên này nha. Ăn xong rồi dính tay, dính miệng, dính lưỡi luôn rồi. Dính cho cái lưỡi rồi. Đừng có lấy con tay quẹt cái miệng nữa. Bây giờ làm sao lấy cái cọng gai trong cái lưỡi ra. Kiếm con nhỏ nào nút lưỡi đi. Vậy là dính vô cái lưỡi nhỏ kia. Thì phải có người hy sinh chứ để, sao hết lên, được. Lấy chạy lên suối đi. Rồi lên. Nói chung là cái trái này là ăn được. Ăn được. Ăn được nhưng mà chơi ngu thì dính lưỡi, dính mồm đáng chịu. Nó gai quá. Nó làm sao mà không bị dính gai kìa. Rồi.